Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Món Ngon Mẹ Nấu 30 giây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món khô tép cuộn nha các bạn. Khô tép cuộn này ăn làm rất là đơn giản nè. Mình mua tép thì mình lựa cái bự bự gì nè các bạn. Rồi mua về rửa sạch sạch ha. Rồi chúng ta sẽ lột nó. Bỏ gạch với bỏ cái cọng chỉ trên lưng. Lột chừa chỗ cái đuôi một chút thôi. Cái khô này nè, mấy bà lão dông lão đồ ăn được đó các bạn, nhà có trẻ em đồ ăn cũng rất là ngon các bạn. Đó, chúng ta lột gì nè, bỏ cái cọng chỉ trên lưng đó ha, rồi gạch cũng bỏ luôn. Cứ vậy chúng ta cứ tiếp tục lột ha, lột tới hết luôn rồi chúng ta mới là đem đi ướp gia vị. Tép của mình các bạn khi lột á, ta chừa chút đuôi là vậy nha các bạn. Rồi cái cục gạch trên đây nè, với cái cọng chỉ đây nhớ kéo ra ha. Cái đây là cái chỗ đó là dơ lắm các bạn, mình ăn không tốt cho sức khỏe mình ha. Rồi, cọng chỉ này mình kéo ra nó đang thui rồi thấy không? Nó dài thòn thấy không? Kéo sạch ra hết vậy đó. Rồi ngâm cọng thì nó trắng nè. Rồi bây giờ mình sẽ bầm đâm một củ tỏi nhỏ các bạn. Cái này 1 kg tép thì mình cỡ một củ tỏi nhỏ thôi, cỡ 5 tép tỏi bự mình đâm ra. Mình lấy cây chày mình đâm ra ha. Rồi cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng canh nước mắm, mình lường bằng cái muỗng nào thì nhớ lường cái muỗng đó luôn ha. Rồi cho vào một chút tiêu, cho vào đây một chút xíu tiêu xay các bạn. Các bạn ăn cay được nhiều thì để nhiều, không ít thì để ít ha. Rồi tép của chúng mình đó, thay vì đập dập dập nhưng mà mình làm cái kiểu đó thì sẽ bị nó bị, mình để nguyên con vậy đi, mình khỏi có ấy, là mình trộn vô chung luôn ha, mình ướp chung vô đây nó thấm ướp cỡ 1 tiếng đồng hồ các bạn. Còn ta sẽ ta làm ít ăn thì ta sẽ ra từ con, vậy thì nó sẽ bị mất chất ngọt của con tép đó các bạn. Rồi cái này mình sẽ để nguyên con vậy, mình đi phơi một nắng rồi mình mới là đập cho nó dẹp xuống là con tép mình nó ngọt ngọt nguyên chất các bạn. Còn các bạn nào uống thì xẻ con tép ra làm hai vậy nè ha, xẻ con tép ra làm hai, mình lấy cây dao mình ấn nhẹ nó ra, ấn nhẹ cho nó ra vậy đó, thì vậy cái nước tép rồi nó sẽ bị da nó không ngọt nha. Làm theo cách của mình đi, rồi ướp vô đây, ướp trong vòng 1 tiếng nha, cho tất cả gia vị thấm đi mình mới đem đi phơi nắng. 1 tiếng đồng hồ thì mình mấy cái tép mình nó thấm chân, cái mình đem phơi phơi từ sáng tới chiều, cái mình đã đập nó không có bị văng tùm lum các bạn, nó con tép nó săn lại đó, thì cái mình đập nó sẽ không bị văng nước tùm lum, nó không bị tanh, mà nhìn con tép mình đẹp nữa. Còn mình xẻ ra vị thì nó mất chất ngọt không có bằng. Rồi bây giờ mình để đây ướp 1 tiếng đồng hồ sau mình đem ra nắng mình phơi ha. Tép mình sau khi ướp 1 tiếng rồi các bạn, bây giờ mình gấp ra cái gỗ mình phơi ha, mình trộn đều lên, mình gấp ra cái gỗ mình máng lên mình phơi, nó thấm rất là ngon các bạn. Tép mình mua là mình lựa bự bự các bạn, phơi khô nó bị teo lại còn chút thôi. Khi mình phơi thì mình nếu lấy cái miếng vải mùng mình đậy lại ha, cho đừng có gùi bu. Mình làm nhà ăn thì mình đậy cho nó sạch sẽ chứ người ta bán người ta cũng có đậy gì đâu. Chắc hết đi ha, rồi mình phơi. Sau khi mình sắp ra gỗ như xong rồi các bạn, bây giờ mình lấy cái vải mùng mình đậy lên ha, mình phơi cỡ một nắng tới chiều đi rồi mình mới đem mình đập cho nó dẹp dẹp xuống ha. Bây giờ mình đậy cái miếng vải mùng lên cho gùi đừng có bu rồi các bạn. Rồi mình phơi đi cỡ 1-2 tiếng mình ra mình chở bề nó lại ha. Rồi vậy được các bạn. Tép mình phơi được một buổi các bạn, nó khô cái mặt rồi này. Giờ ta lấy cái thớt cái dao ta đập nó dẹp dẹp ra ha. Rồi giờ ta đập như vậy nè các bạn. Đập mạnh mạnh cho nó dẹp xuống, mình đập dẹp dẹp vậy đó. Thì có mình hơi cuốn cuốn trong nó lại nè. Rồi mình đập nó lên mình phơi. Rồi mình đập tới hết luôn ha. Rất là đẹp luôn. Rồi cứ đập tiếp tục vậy hoài luôn ha. Khô mình phơi được 1 ngày các bạn, nó muốn khô hết trơn các bạn, mới phơi thêm ngày nữa chắc được rồi các bạn, nó ráo dữ lắm nè, mới đầu phơi thêm ngày nữa là ok. Khô mình sau khi phơi thêm ngày nữa nó rất là khô nè các bạn. Bây giờ mình bắt cái chảo lên ha, mình chiên lật qua lật lại cái là được rồi đó các bạn. Cái đen đen này là tiêu nha các bạn, chứ không phải dính dơ đâu ha. Giờ mình chiên ra một dĩa cho các bạn coi rất là đẹp luôn.
Sau khi mình chiên lật qua lật lại nè các bạn, lửa vừa vừa thôi ha. Rồi cái giờ mình gấp ra nè, mình để cho gì á, mình để cho mấy người lớn tuổi già cả như ba mẹ mình ăn các bạn. Nó mềm hơn là tôm khô, nó dễ ăn hơn ha. Với mấy đứa nít thì cũng dễ ăn nữa, nhưng rất ngọt luôn các bạn. Chúc các bạn thành công, nếu thấy hay hãy like và đăng ký.